Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề mà rất là phổ thông trong cái đời sống hàng ngày, đó là vấn đề ủy quyền. Thì như thế này quý vị và các bạn, thì hiện tại cái việc ủy quyền đó ở tại phòng công chứng gồm có hai dạng. Thứ nhất là giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền đó là cái ý chí đơn phương mà không cần giấy ủy quyền, quý vị và các bạn. Nó cái hình thức nó vẫn giống nhau, ý chí đơn phương, và chỉ cần cái người ủy quyền đó ký là được rồi. Thì sau này trong trường hợp phát sinh tranh chấp thì nó sẽ có những cái chế định khác. Còn đây là cái hợp đồng ủy quyền. Hợp đồng ủy quyền đó là một cái ý chí song phương và buộc lòng phải có chữ ký của hai người. Và khi mà quyết định không có đơn phương chấm dứt cái hợp đồng ủy quyền thì buộc là phải có sự tự nguyện của người đó, không thì khởi kiện ở tòa án. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì luật sư mà nói có sách mách có chứng, tôi sẽ nói sơ cho quý vị và các bạn vấn đề như thế này. Vào năm 2005, tôi có ký một cái nhận ủy quyền để làm một cái hồ sơ hợp thức hóa giấy tờ. Thì tại thời điểm đó, do luật Bộ luật Dân sự năm 2005 có hiệu lực thì áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2005. Tuy nhiên thì tại hôm nay thì tôi có nhận ủy quyền tranh tụng một cái vụ kiện dân sự. Thì bây giờ là khi mà cái ngày mà khi ký, tôi ký cái quyết định đó là ngày 6 tháng 6 năm 2018. Vậy thì hôm nay tôi sẽ áp dụng cái chế định của luật dân sự năm 2015. Thì trong cái lần này thì tôi sẽ đọc hai điều quý vị và các bạn. Hai điều, và tôi sẽ phân tích hai điều cho quý vị và các bạn được rõ. Điều thứ nhất là điều 563, thời hạn ủy quyền. Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì thời hạn ủy quyền do các bên tự thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định. Nếu không có thỏa thuận hoặc pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 1 năm kể từ ngày xác lập cái ủy quyền. Tôi đọc lại thêm một lần nữa cho quý vị và các bạn xem cái điều 563, thời hạn ủy quyền nhé. Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định. Nếu không có thỏa thuận thì pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực là 1 năm kể từ ngày xác lập ủy quyền. Nói chung là trong cái điều luật này có hai vế thôi quý vị và các bạn. Thứ nhất là luật pháp tôn trọng cái ý chí cá nhân của các bên. Đơn giản thôi, tôi với ông A xác lập một cái hợp đồng ủy quyền đi tòa. Trong cái hợp đồng ủy quyền đi tòa tôi không nói gì hết. Tôi ghi là hợp đồng ủy quyền mà không có ghi thời hạn là bao nhiêu hết. Thì theo quy định này thì kể từ ngày ký. Vậy thì tôi ký với ông A vào ngày 6 tháng 6 năm 2018. Không có gì thay đổi, không ghi vào cái nội dung thời hạn ủy quyền. Thì đến ngày 6 tháng 6 năm 2019 là hợp đồng ủy quyền hết thời hạn. Mà hết thời hạn quý vị và các bạn biết rồi, hết thời hạn là nó sẽ không có còn hiệu lực. Không thể đem cái tờ giấy này nhân danh và làm việc thay mặt ông A được. Và như vậy, nếu như trong trường hợp các bên không nói gì, nó có trường hợp là các bên ghi nhận theo hợp đồng là 1 năm thì nó vẫn là 1 năm. Các bên không nói gì thì tòa sẽ bạn cái việc thỏa thuận đó sẽ là theo quy định của pháp luật là 1 năm. Còn nếu như trong trường hợp các bên có thỏa thuận thì theo cái hợp đồng ủy quyền này quý vị và các bạn. Hợp đồng ủy quyền này là tôi đi tham gia tranh tụng ở một cái tòa án, thì thời hạn ủy quyền là đến khi vụ khiếu nại tranh chấp giải quyết xong. Xong ở đây có thể là sau khi có một cái bản án hoặc phán quyết có hiệu lực của tòa án. Đó là như vậy đó quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn đừng hiểu và đừng nhầm lẫn giữa cái thời hạn của ủy quyền. Tôi xin nhắc lại nha. Nếu trong trường hợp các bên không, trong cái hợp đồng ủy quyền, trong cái giấy ủy quyền chúng ta không có ghi nhận về thời hạn ủy quyền thì hợp đồng ủy quyền đó, cái giấy ủy quyền đó mặc nhiên hết hiệu lực khi 1 năm.
Cái thứ hai nữa là nếu trong trường hợp hợp đồng đó có ghi thời hạn ủy quyền thì dễ rồi. Nếu như ngày 1 tháng 1 năm 2018 tôi ký hợp đồng với ông A, tôi làm dịch vụ giấy tờ nhà đất, thì đến ngày 1 tháng 1 năm 2019 là kể như thời hạn đó tôi không làm thì hợp đồng hết hiệu lực và ông A sẽ không yêu cầu tôi làm nữa. Thứ hai, đó là các bên thỏa thuận. Vậy mới nói trong cái hợp đồng ủy quyền á, hiện tại có một số văn phòng công chứng hợp ủy quyền vô thời hạn 20 năm, 30 năm. Trong cái một số giao dịch nhà đất á, mà do giấy tờ nhà đất chưa có hoàn tất vì lý do ABCD gì đó, thì cái bên mua đó, bên nhận chuyển nhượng á, họ sẽ được nhận ủy quyền với thời hạn là 20 năm, 30 năm. Như vậy đó quý vị và các bạn, cho nên mình không có sợ là hợp đồng ủy quyền có hiệu lực hay còn hiệu lực, lâu hay không lâu. Tôi có nhận một cái vụ tranh tụng của một cái cô Việt Kiều từ năm 2008 đến nay là 2018, 10 năm. Nhưng cái hiệu lực của hợp đồng nó vẫn có giá trị pháp lý, quý vị và các bạn ạ. Cái điều thứ hai nữa luật sư muốn đọc luật để quý vị và các bạn tham khảo thêm, đó là nghĩa vụ của bên được ủy quyền. Thì theo cái quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015 thì bên ủy quyền có tổng cộng là 5 cái nghĩa vụ. 5 cái nghĩa vụ. Nghĩa vụ thứ nhất đó là thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó. Dễ thôi quý vị và các bạn, giống như là mình là một người làm gọi là giúp việc đó, mình làm cho sếp và mình báo cáo cái công việc, cái tiến độ đó. Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó. Tôi đưa ra một cái ví dụ như thế này. Tôi có nhờ cái anh A bán giúp giùm tôi một cái tài sản ở bên ở Bình Phước với cái giá là 1 tỷ đồng. Thì tôi nói là anh đi thương lượng đi, rồi ghi lại giá, rồi bán xong rồi đem giao tiền lại cho tôi. Đó quý vị và các bạn thấy không? Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cái việc ủy quyền đó về việc thực hiện đó. Cái điều thứ hai quý vị và các bạn ạ, báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi bổ sung phạm vi ủy quyền. Cái này thì thường thường rơi vào những trường hợp cái công ty. Thì ví dụ như thế này thì tôi thoát ra cho quý vị và các bạn dễ ha. Hôm nay tôi chỉ ủy quyền là đi tham dự đấu giá, quyền quyết định mua tài sản trúng giá. Và cái người ủy quyền cho tôi là nói là hôm nay tôi, ông A nào ông ủy quyền là chị ơi, tôi thấy chị có kỹ năng về việc mà tham gia đấu giá đó, chị đi ủy quyền giùm tôi nha. Tiền chị được quyền trả giá, tiền và quyết định cuối cùng vẫn là chị. Mua được cái tài sản này với giá 5 tỷ đồng và tôi sẽ trả thù lao cho chị và hết. Một cái ví dụ thứ hai nha quý vị và các bạn. Tôi đang nhận một cái vụ tranh tụng ở tòa nó vậy. Một cái anh dịch vụ anh thực hiện cái việc ủy quyền ra sang tên đăng bộ. Còn cái người mà đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà vẫn là tên của chủ. Tuy nhiên ổng lại ủy quyền, ổng nhiều việc quá, ổng lấy lạm quyền. Cái phạm vi ủy quyền ổng rộng, ổng bán luôn cái tài sản của người ta. Thứ ba, bảo quản, gìn giữ tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền. Cái đề nghị đơn giản thôi quý vị. Bảo quản, gìn giữ tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện ủy quyền. Không thì dĩ nhiên rằng trong cái hợp đồng ủy quyền thì họ, thí dụ như bây giờ người ta đưa cho mình giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mình phải bảo quản. Đó là điều tất yếu. Trong ủy quyền thì có hai dạng quý vị. Ủy quyền có thù lao và không có thù lao. Thứ tư là giữ bí mật thông tin mà mình biết được khi thực hiện công việc ủy quyền. Thì điều này cũng là điều tất yếu trong cái quan hệ giao dịch. Mình cũng không thể nào nói ra mình sẽ đưa ra những cái thông tin này, thông tin nọ để ảnh hưởng tới cái người mà mình nhân danh và đại diện. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc ủy quyền.
Thế mới nói trong cái cuộc sống hàng ngày thì có những người họ chỉ nhận được ủy quyền và họ cho rằng họ được toàn quyền định đoạt. Khổ lắm. Câu chuyện này sẽ được lặp đi lặp lại hoài mãi cho đến trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, mà chắc chắn là quý khán giả đừng có chán nha. Giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Tôi lặp lại ha. Giao cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Cái này dễ thấy lắm quý vị và các bạn. Tôi ba má tôi chết đi thì tôi có căn nhà ở ngoài Hà Nội đó. Tuy nhiên rằng là di sản này vẫn là của ba của má tôi, vẫn đứng tên ông bà, thì tôi mới nhờ cái hàng xóm đó, là tôi nói là thôi bây giờ anh kiếm giùm tôi bán cái tài sản đó đi với cái giá là 100 triệu. Thì sau khi bán thì tôi sẽ thanh toán lại cho anh. Và bây giờ thì khi mà chưa bán được á, thì những cái cây á, cái cây cối thu được hoa lợi á, lợi tức á, thì bao nhiêu thì anh ví dụ như thu hoạch những cái cây trái đi, thì có bao nhiêu thì anh tính toán lại và tôi chia cho anh một nửa chẳng hạn. Giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và lợi ích thu được khi thực hiện việc ủy quyền đó, thì nó có hai dạng. Thứ nhất là nếu mà anh bán đi thì anh phải giao lại cho tôi số tiền là 100 triệu. Còn thí dụ như hoa lợi hoặc lợi tức á, mà anh để trên đất á, thì nếu anh cho rằng là anh thu được thì thôi mỗi tháng anh trả tôi 2 triệu chẳng hạn. Như vậy thì mình rõ được rằng là chính cái người ủy quyền mới là người chủ thật sự. Chúng ta đừng có nhầm lẫn là chúng ta được ủy quyền là chúng ta được thực hiện toàn bộ nội dung. Tôi nhớ có một cái vụ kiện cách đây khoảng chừng hơn 10 năm khi tôi mới bước chập chững vào đời, vào nghề luật sư đó. Thì có một cái anh ảnh được chủ đất cho cất một cái căn nhà thuê và để giữ trên đất. Thì sau này thì ảnh mới khi mà bị kiện lấy lại thì ảnh mới nhầm tưởng, ảnh nói rằng là ảnh phải trả, cái người mà chủ đất phải trả cho ảnh những cái chi phí cái yêu cầu vô điều kiện quá lớn. Và tòa án đã có những cái phán quyết trong cái quá trình mà công quản lý sử dụng, công gìn giữ đất thì cũng có cái phán quyết hỗ trợ ảnh một cái phần nào đó, nhưng quyền sử dụng đất vẫn chính là người chủ, người có tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bồi thường thiệt hại do vi phạm quy định tại điều này thì thật sự ra là quy định như vậy thôi, nhưng mà để mà gọi là đi kiện thì chắc cũng rất là mệt mỏi. Thì bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ gây ra thì thông thường cho đến thời điểm này thì tôi cho rằng lấy lại tài sản, ủy quyền mà định đoạt tài sản mà lấy lại tài sản thì đã cực kỳ rất là vất vả rồi, chứ còn chưa nói chi là bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ. Thì đây cũng là một trong cái 6 cái yếu tố mà chúng ta sẽ được luật sư đọc đi đọc lại nhiều lần. Thứ nhất là thực hiện công việc theo ủy quyền và báo lại cho bên ủy quyền việc thực hiện công việc đó. Thứ hai, báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền, việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền. Thứ ba là bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền. Thứ tư là giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thực hiện ủy quyền. Thứ năm là giao lại cái ủy quyền về tài sản đã nhận và những lợi ích thu được khi thực hiện việc ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ. Thưa quý vị và các bạn, trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi cũng san sẻ những cái nội dung cho quý vị và các bạn một cách tận tâm tận lực, thì cũng mong một cái sự trả lời một cách phản hồi, một cách rất là
Nếu các bạn cảm thấy là cái video của tôi nó hơi dông dài thì do là cũng không có chuẩn bị một cách đạo, không có người đạo diễn. Nếu quý vị và các bạn cảm nhận rằng là video của tôi nó không có chất lượng thì cũng xin chọn những cái kênh khác. Tuy nhiên rằng là tôi cũng bỏ thời gian, công sức, cả tâm huyết để đưa vào cái hồ sơ. Thì hiện tại trên phương tiện thông tin đại chúng thì có những cái luồng ý chí thì tôi nghĩ là mạng xã hội, nhưng đó là mạng thực, vì tôi cho đi những cái giá trị mà tôi có được trong quá trình hành nghề. Hy vọng là quý vị và các bạn trân trọng nó. Và nếu quý vị và các bạn không thích chương trình, hoặc thích hoặc là không quan tâm, thì cũng đừng có một cái thái độ tiêu cực, để cho tôi còn có một cái lửa nhiệt huyết để giúp cho đồng bào ta, mà đặc biệt là những còn rất rất là nhiều người đang cần đến một cái bàn tay nắm lấy của luật sư trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Hy vọng rằng chương trình sẽ là một cái món quà giúp cho quý vị và các bạn bằng cái âm thanh chuyển tải những cái thông tin rất rất là khô khan đến quý vị và các bạn. Tôi hy vọng được mở rộng vòng tay đón đến quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.